chào các bạn quay trở lại với hành tinh hoang hulu. Nhớ subscribe cho Thánh Năng với lại là Instagram luôn nha. Đố các bạn biết hôm nay là ngày gì? Thật ra là Lu nghĩ là chắc các bạn cũng đoán được đâu, cho nên là Lu sẽ trả lời luôn. Hôm nay là sinh nhật của Nao các bạn, và Nao đã tròn 4 tuổi. Yay! Và như các bạn cũng biết thì Lu làm ở Nao, ở Foodie, cho nên là sinh nhật của Nao thì không thể nào mà không ủng hộ đội nhà được, đúng không? Lu quyết định là Lu sẽ order Nao để ủng hộ cho các anh shipper với lại là ủng hộ cho công ty. Nghĩa là chắc là Lu sẽ order khoảng 4 đơn, hoặc tính toán 5 đơn. Chắc cỡ đó đi. Lu sẽ order khoảng 5 đơn xong rồi Lu sẽ khao công ty ăn với lại uống trà sữa. Bây giờ thì order thôi. Hey, Lu sẽ đặt trà sữa các bạn. Few moments later. Cái giải này là của Lu. Ê, cho anh ly đi, bắt ông rồi nè. Nói kìa.
này luôn nha. Bây giờ anh thanh tay lại, anh cảm ơn em. Cảm ơn. Cho Lu bởi vì đây là một video quảng cáo. Cảm ơn mọi người. Bye.